Nếu nó 2 giây mà cái 3 giây 4 giây để xong rồi. Ờ ba nó nặng nó đổ âm vô. Nó được cái mâm y như gì là em ha. Mâm thì đó thì nó mâm á thì mâm lỗ chứ đâu mâm liền. Có mâm liền. Có mâm liền ngoài về đóng cho mi. Dạ. Ờ. Không đóng cho mi không có đồ xài. Sao vậy ta? Ờ. Mùi cái máy này rối ha. Vậy là 4 tấc có mà chỉ là gai thôi. Trời, căm không à. Căm không à. Lỗ không có vụ lỗ mâm 540. Cặp đó tính em nhiêu? Với cái hẳn tắc 3 giây. Dạ, gắn sâu nha anh. Dạ, 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 cái đĩa. Biết trời đâu cái đĩa không à. Hồi lớp trước anh thấy hộp số nhỏ nhỏ nhiều, sao giờ hộp nhâm không anh? Bây giờ nó chậm bán quá, không có làm nữa. Để chín phân được không? Ừ, em 10-40 cái ba game nó vậy vậy? 10-40 mấy cái lỗ nữa lớn, đầu ghim thì nhốt lỗ lớn, đâu có lỗ hộp lâm đâu trời. Thì chúng lỗ toàn nhạt nhạt, không phải cốt nửa xíu mới có lỗ nhạt. Lỗ lớn thì nhốt có dân. Giờ cái lỗ nhỏ không có gối đồ hình vậy. Dạ. Chính quang thì có lỗ nhỏ. Chính quang thì 3-8. Trong này không có sao anh? Hả? Trong này không có sao? Không có đó là hàng nó hàng tới mấy 3-8 mà. Mày lấy chính quang cũng ra 4 đôi vậy. Chính quang lấy là 3-8. Chúng ta thì 4-8 4 đôi cũng giống nhau vậy. Lấy lại cái 3-8. Mà có hại không? Có. Lấy chính quang 3-8. Chính quang lại có lỗ nhỏ về móc ra. Chứ 3-8 là đồ lô đâu có đưa mày được, mà không có chịu xài đưa mày gì được mà đưa. Nè mấy này chính quang nè móc ra 30. Nhỏ quá thì nó không chịu. Thấy hơi nhỏ quá anh, tắt đi. Tắt thì nó lỗ lớn không mà đâu có lỗ nhỏ. Thầy nè lỗ này nhỏ nhất nè. Lỗ nó 30 mấy rồi đó, để 38, 35, 38 gì rồi. Mày kiếm cốt nhỏ quá rồi đâu có. Nè tắt đi ha. Ờ tắt đó. Cái kia ở 4 tắc lỗ nhỏ về đóng xe mi lại. Kiếm nhìn lắm, cái lấy đồ dày nó có độ dục. Rồi đừng có lấy cái đồ mỏng là nó đâu có độ dục. Đó gì? Anh cần sức dục mà. Ờ cần có dục, lấy đồ này nó nặng nó dục. Anh này thấy gì anh hiền khô lại, nãy giờ nó không có la chứ. Không có la hết gì, không giữ rồi sao dám luôn. Dạ. Mà tướng tá vịt đuổi đã. Bà lại đi, lại sửa cho nghe. Vậy đó hả? Trời ơi, ông này ông cái giới tính ông sao thấy đàn ông khoái hả? Ông đàn ông mà. Trời ơi, đàn ông mà thấy đàn ông thì khoái. Cái này có đồ dục nè. Thôi căng ha. Cái này có đồ dục nè. Không có dục. Đóng xe mày lại. Mày biết rồi. Còn thôi đổi cốt quả đó xe mày. Cái này nhiêu lỗ nhiêu? Lỗ nó 40. Lỗ đúng 40 luôn đó hả? Để ra ngoài trước đo mới được, tự nhiên ngủ ngang đi coi chứ đâu có dứt khoát được. Đo ra mới chắc. Ông nhận mấy cái này nó mới đã nè ha. Ừ, mấy cái đó là do nhà máy lớn. Cái này chắc nhiều tiền lắm anh, như cái lớn này nè. Bà ở nó đâu có nhiều, cái cũng 60 triệu rồi. 60 triệu. Ừ. 40 đúng. Trời ơi anh ơi. Ông này ông sai giới tính là khóa đạo. 40 đúng. Đó là lớn khóa mai là một cái bé này. Ờ 40 á. Dạ. Đâu rồi còn cái mua kia đâu đây nè. Cái này nó đồ xịn nè. Này 38 nè. Xài có 40 rồi xài hết á. Này nặng nó có đồ dục nè. Một tua bốn tua mà nó nhích hơn chút nữa có không anh? Nó lên nó xuống 9 phân thì nó nhích tua lên cái gì? Không có, dụ mình ví dụ 1 tấc 2 mình lên lên mấy tấc thì nó mới được tua 4 tua. 1 tấc 4 tấc là 4 tua, 1 tấc nếu 1 tấc 2 phải lên 4 tấc rưỡi. Là có luôn đó ha. Tấc 2 4 tấc 8 5 tấc mới được. 5 tấc ra 4 tua 1. 5 tấc 3 giây đổ 40 có luôn. Tắc 2 là 5 tắc mới ra được 4 đô. Mà cái bộ này nhiêu? Bộ này cái này để lên bằng căng, căng thử bao nhiêu cái tiền nó mới căng được. Căng em đây. Chứ đồ bán mắc quá mà mốt mấy đứa chạy mất tiêu, bây giờ người ta bán ngay trời. Nó chứ là tụi em là thuộc dạng là đi làm như làm mướn vậy đó. Cũng phải cái vậy cái này với cái đó nhiều. Có là 400 ngàn á. Đi mua tới chiều cũng chưa mua được nữa nha. Đặc biệt cho em chưa? Đặc biệt luôn đó, giá rẻ luôn đó.
Dạ. Đồ yên không có đâu có đưa đồ giỡn. Giá là đặc biệt luôn á. Đi mua hết làm gì không có. Cái này 38 mà nè, nở móc ra 40 xài luôn. Chạy bơm nước cái gì? Hai cái này là nhiêu ký anh? Hai cái này là 12 ký rồi nè. Cái nhỏ nữa. Cái nhỏ này thì không có tính cái ký. Tính thử ra anh bỏ thì thử nó nặng nhiêu ký. Nó khoảng cỡ 16 15 ký, 15 ký đâu rồi. Hết mất rồi. Công nhận quá siêu. 14 ký tư. Bán tối ngày mà không biết ra được. Năm thì 450 400 mà. Dù quân có mấy ngàn ký à. Mấy ngàn ký. Tôi bán ra muốn tôi bán bèo đó. Thì đây người bán. Rồi người ta làm thợ người ta làm mà qua lại qua lại. Còn cái người khách đó thì lâu lâu ta mua cái. Mình bán theo lâu lâu mua cái. Mới lên tập bữa hổm đó. Thì bởi vậy. Rồi hôm trước lấy nữa gửi rồi gửi mấy em kia mua nữa. Tại giờ dưới là cổ bô tơ đó anh. Dạ đúng rồi. Ủa đâu mà lời cho mày cốt mày cốt gì có bông lâm rồi thầy bỏ nhỏ. Ủa đó là tao từng mấy cái cốt lớn nhất là khoảng 38, 42. 32. Có tại cái cốt này nó có 35 hả? Chứ kỳ motor nào không, cái motor gì khi nó đủ lên nó chạy cái động nó bị dơ đó. Hiểu rồi. Anh lấy cái vỏ đi nói ra. Chứ còn mà motor từng ngồi là tao 38, 42, 48, 55. Anh thấy anh bán hộp nhâm này sao không chạy bằng hộp số chứ sao nó xong không ta? Đâu có đây tôi làm. Anh làm luôn hả? Đúng đâu? Ở tôi với sĩ trường 5 mới dứt. Dạ. Anh có lính làm dưới đó hả? Có lính làm dưới vậy ngày chợ thấy gì đâu phải không quán. Sao cho năm là càng ông chiến à? Chiến kia. Ông chiến chiến khác, chiến tâm là chiến mà dạ. Chiến già. Tôi là đường ở đó bọc qua trái ngược về cầu mà công tử Bạc Liêu á. Nó đi đường đó nó có đường bánh xe đó nó quẹo. Được gặp mới xong. Không phần về còn bán không anh? Ai? Phần nó mình nó không qua được Sài Gòn anh. Thần ở đây vậy này đâu qua bán luôn. Ở dưới kìa. Ở dưới Sài Gòn mình á. Sài Gòn mới còn cái ông già già đó á. Còn. Phần nó bán bơm hơi. Biết rồi bờ đúng còn. Nè làm ơn. Nâu. Ông mua lên này mấy bà cũng bị bọt tối ngại gì. Dạ. Mặn khúc nào? Lột tẻ gạch giá. Cái máy đó hơi cái chừng rớt mắt không thầy qua nhỏ. Dạ. Nó là gì vậy? Cái hành trình. Hành trình là gì không hiểu. Camera hành trình. Cái gì vậy? Dạ, mở anh xe á. Rồi là mà để đây có quay được gì không? Cũng có quay được chút tập quay hả mất tập quay hả? Đụ mà chơi quay tao không vậy? Không đẹp trai nữa. Quay tao đụ mà lên. Nó đạo lên vô sửa máy đẹp trai á, có xài như trước hả? Không, có biết cái này xài điện thoại không? Dạ hả? Trời ủng quá ta. Vậy chứ làm sao giờ hôm nay? Ngu rồi phải chịu rồi xài cái mấy cái. Tại ông muốn xài, ông xài. Ôi, tôi xài mấy cô bắp của ông ơi. Xài chuyện không cho xài. Không cho mà không biết xài. Không biết xài. Ngu. Mày chỉ tao muốn trái của chiều tao quên. Đâu mà chơi nó quay đâu không mà tao đâu mà chơi đâu nó quăng lên nó chắc nó quăng lên ấy rồi người ta kiếm tôi mệt dữ à. Số điện thoại số máy của con 913 này cái gì đấy đừng nói sẵn gì mà điểm lên mà tao có lỗi sẵn mà lên mà lấy đi về gửi mấy ông nghèo gửi xe cũng lỗi vậy mà chết mẹ rồi đấy này còn tao mới ủ cái hết rồi nó hết rồi cái điện thoại cũ quá vậy. Để này đi. Này cái là bên kia là trả tiền ba ga xe hết trơn rồi. Số sao số trước? Số trước á, chữ vàng, chữ sình á. 88 á. 88 á. 88 đôi á. 0903 nè, 786, 188 nè. Vậy đó. Bản sình á. Ừ. Nó thật có mùi lon nữa, chữ sình ấy dính hình. Cái đó là khác nữa, tới đó là nó cũng sình, nó mờ, nó sình ấy. Chắc sình nhỏ, sình lớn. Sình lớn. Dạ. Ở dưới cây chân mà chỗ mà cái gì chụp gần nó bắn cái gì tự nhiên. Nó tập về sao mà tụi em đặt cái hộp số nhỏ anh chứ làm chứ mà đều có cái mà đều có tiền ngồi cái chân. Thấy nó rồi. Thì muốn mà
chạy cho mấy chân, mày chạy cho mấy gì? Mấy chân á. Mấy chân á, cái đó là mày lớn chạy ba cái vỏ. Có. Nhỏ thì qua nhỏ luôn, nhỏ lắm chết luôn. Nhỏ lắm chết cũng phải nhỏ hơn rồi, chứ nội chiếu rồi đâu nhỏ luôn. Nó hồi bọc chết luôn. Rồi biết chú Gan Hà Nội không? Biết. Vậy đồ con này nhỏ. Trời ơi. Cái hộp chú Gan của Hà Nội nhỏ đó, là nó nhỏ là chú sợ đó, là chú sợ đó. Đây cái nhà của người ta, ba lớn nhà ghim của người ta nè. Cái bộ nhông của tao chỉ cho mày coi nè. Là tao hôm nay tới về ghim có nhiều rồi, ta nhỏ nhất thế giới rồi. Tao có nhỏ nữa, để kiếm cái nhông ghim nữa. Chắc phải khỏi tới cái đáy luôn nè. Có nghĩa là không có xài thằng nhầm luôn. Ừ, đó nhầm ghim đó, không có chơi đồ luôn. Đồ lô về đồ lô luôn nè. Tôi chế rồi, tôi làm được ghim nhưng mà tại giờ nó hết. Nè, đó nguyên cung lê nè, ghim của người ta nè, đâu rồi đi. Cái giữa nữa, cái giữa đây nè. Ừ, đây nè, đó. Cái này là của máy gì anh? Của này là máy chế ca mỡ, của ca mỡ nè. Ta ghim nguyên xe nè, ta là nhỏ nhất là ba lớn rồi đó. Rồi mày bung cái vỏ ra, thằng nãy vụ nó tắt nốt. Mày phải bung ra từ giá tư tắt rử. Mày mới tiện nắp bắt bồ lon được. Chứ không thôi, cho tiện nắp bắt bồ lon. Đó, giờ đem ra chỉ cho con. Bây giờ nó nhỏ vậy nè, lấy cái thước kẹp to cho dòm cái hình nè. Đụng nhỏ nhất thế giới thì làm đồ ghim nó đâu chơi được luôn. Ông tương chuyên chế đồ ghim thành ra chế đồ ghim thì chế đồ ghim này. Bây giờ này tắt mốt này phải không? Dạ. Tắt mốt mà bung ít nhất cũng phải là tắt gữ. Bung cái vỏ ra. Có độ hở mới được ha. Đó tắt gữ nè, để mà làm bắt nắp bắt bồ lon chứ không có độ hở rồi làm sao chỗ nào bắt nắp bắt bồ lon. Dạ. Nghe kìa không? Ra tắt gữ nè. Để bắt bồ lon đụng vô đây sao? Đụng vô đây đâu dài được. Bây giờ tắt mốt thì tính cái gì trừ ra bên hai bên ba phân đó. Tắt mốt này phải không, trừ ra ba khoan này lấy tắt gửi này trừ hai phân gửi thôi đó. Dạ. Đó là cái độ không của nó giờ là tắt gửi rồi nè. Dạ. Bây giờ còn cái chiều cao của người ta, ví dụ bây giờ mình muốn chạy chuyện con máy nó đâu đơn giản thôi. Cái chiều cao nè, ví dụ này vô đây giữa cái tim này qua tim này là như vậy là nó có 6 mấy à, mà tính cái chiều cao này là cái nghĩa là nó một tắt 6 rồi nè. Mày bung lên bung nó hở đầu ra, ít nhất mày cũng phải cho nó hai tắt cái chiều cao. Nó lọt con bồn lon 8 ly đây nó hút lên không? Ở đó không. Không ha. Nó cũng có nhiều đó à. Chứ làm sát quá nhiều khi rớt bồn lon là nó nguy hiểm. Nó bắt bồn lon sát bên đâu có xài được. Dạ anh nếu mà anh làm cái hộp số gì mình tính nhiều. Hai chục mấy lần. Tại đồ kia nó mất tiền lắm. Thì nó xem với hộp số Hà Nội ha. Ừ, nó cỡ cái nhỏ nó gọn nó nhẹ Hà Nội. Hà Nội cỡ nặng. Hiểu không? À. Nhẹ Hà Nội. Đó, nhưng mà chất lượng hơn, nếu mà chất mấy trong nhông zin này zin về mà chạy mấy xăng mà chạy 10 năm chưa hư nữa. Dạ. Cái hàm có mấy chế kìa. Là khoảng 2 triệu rưỡi nha. Ừ. Ví dụ em đặt cho khách. Mày ta tính mẹ 2 triệu rưỡi muốn lãnh khách vô gà là gà. Ừ. Tại cái bộ ngàm này không là tính ra gần 2 triệu bạc rồi. Nó còn cái cốt giữa này nữa. Cái cốt kim nguyên chi chứ không có nói không có hàng gì chứ. Của nó lồ vô là lên cái hộp số á. Dạ. Lúc trước là làm vậy không à, với ai biết sao không, bây giờ ghe cổ, bây giờ là đường xá nó thông thương nhân rồi. À. Còn mấy cái người mà chạy vỏ lãi này kia chơi là ta kiểu ta có tiền quá đó, người ta làm, ta chạy đi tới luôn chơi cho nó vui phải không? Chứ bây giờ là mấy hộp số nhỏ giờ cũng ít có xài nữa mà người ta xài những cái hộp nhông như thế này để người ta chạy bơm nước. Ờ, chạy bơm nước không à, đúng rồi. Ba tua 2 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 t
ba tôi gửi nè. Rồi nhỏ xíu vậy đó. Gửi bốn con có đủ chưa? Cái này miệng lên. Cái này giống trái nhông của máy tiện nữa. Năm mía. Năm mía hả? Cái này nằm trên kìa. Có luôn nữa hả? Nằm trên kìa. Ờ, cái này không có máy tiện rồi, bán này sao bán anh? Thì để cái này, bởi đi đâu, bán cái đó. Không bán mấy. Lại cái nhông của tao dư rồi, tao đem cái này, tao treo lên. Để em nhớ cái máy tiện là ở nhà còn thiếu một trái nữa, bữa nào tìm anh biết đâu nó đúng hệ hay sao? Nó 90%, ấy, nó 60%, 70%. Vậy là nó không có trọn bộ, nó chỉ một hai trái lẻ thôi. Mấy cái nhông, cái bu ly ở trong này nè, trời ơi, cái nào lấy sâu hút. Chỗ lớn mà. Tắt 2, tắt 3, đổ 38, đổ 42 gì đâu mà. Quá dữ.
đây là đại lý luôn mà. Mà ngộ ha, lúc trước em thấy là ít, càng ngày bán ngày ngày càng nhiều. Không phải đâu, đó cũng nhiều đầu tư chứ hả? Đó cái chịu đầu tư rồi mình coi nó bán được hay không được. Được mới đầu tư. Bởi vì làm ăn là không dư gì đó, có như là tung vô hàng quá hết tiền đó. Này là tiền không nè. Bỏ lăn bỏ lóc vậy đó. Mà ai mua là có tiền. Tỷ hả? Đâu giữ gì vậy, chẳng giữ à. Dính đây nè. Có đường lỗ rồi kìa. Có cái lỗ rồi. Anh đường gì đây? Anh thứ mấy? Thứ tư tên Trần. Kêu anh Tư đi cho. Tư Trần. Có trang trọng chút. Kêu đúng tên, đúng cái lời là do anh này. Đây má đây không có chỗ mất con má ơi trời. Đây anh, vô cái giáp chính đó anh. Ngoài vô trong, ngoài vô trong. Xác vô trong luôn. Vòng nó về là ok là nó chạy vòng vòng vậy này, chạy vòng vòng rồi qua đây cho nó vô đây con, nó chạy rồi con. Mẹ vô đây hả? Lỗ nó, cái lỗ rồi nó cái chỗ nấm lại đó. Vậy là thôi được rồi, vậy được không rồi. Chưa được anh ghét rồi, cho em miếng giấy chim chỗ này. Này đó rồi, cứ vậy nữa cứ nhắc dạ. Rồi con này còn hồi món đồ nữa có mình cầm lên vậy đó. Thường mấy miếng bạc là người ta để tên bản hiệu ở đây nè. Còn ảnh thì không đi luôn, chẳng thà đưa cái danh thiếp à. Thấy ảnh không xài để xài điện thoại nhưng mà ổng chơi mua hàng online không chứ bộ. Online vậy có con không mua, ai mua gì không có ông nội. Vậy hả? Chứ không có gành đâu ông nội. Không gành điện thoại mà mua hàng online. Không có đâu. Ngu như bò vậy á. Dạ. Rồi, ngu chịu ngu à. Trời ơi. Là coi như là tiền vô không mà không có xài, không có ra tiền đó. Thôi anh đi ha. Rồi, cảm ơn. Dạ.